Kết sắt siêu cường USS66VT là mẫu sản phẩm cao cấp đang được bán chạy nhất tại công ty chúng tôi. Sở hữu cấu trúc vững chắc với toàn bộ kết sắt đều đúc đặc nguyên khối, hệ thống hai bản lề khối chống cắt và 10 chốt khóa hợp kim phi 30 được thiết kế đóng mở 4 chiều đã tạo ra một vòng tròn khép kín, giúp chiếc kết này có khả năng chống khoan cắt, cậy phá tuyệt đối. Hơn nữa, kết còn được trang bị khả năng chống cháy ưu việt do được sử dụng bột nhôm và than hoạt tính, kết hợp với cánh cửa kết là những tấm thép dày được thiết kế hèm cửa tam cấp chống cháy, nâng mức chịu nhiệt lên đến 1200 độ C trong vòng 2 giờ đồng hồ. Với chiều cao là 62cm, chiều rộng là 44cm, chiều sâu là 46,5cm, trọng lượng 120kg. Đây là mẫu kết sắt có kích thước không quá to, phù hợp sử dụng trong các gia đình, công ty có khối lượng tài sản vừa phải gần gấp chữ. Ngoài ra thì kết còn có bánh xe giúp hỗ trợ di chuyển, khi không cần sử dụng thì có thể tháo rời, đảm bảo chống di chuyển bê bát. Bộ khóa vân tay điện tử được nhập khẩu nguyên chiếc từ Hàn Quốc, có độ bảo mật rất cao. Đây là bộ khóa hiện đại nhất với thao tác mở là sự kết hợp giữa dấu vân tay người dùng và bộ mã khóa điện tử, cùng với khóa chìa bi cao cấp chống sao chép đã tạo ra một hàng rào bảo mật 3 lớp. Ngoài ra thì tay xoay 3 chấu nhập khẩu dạng vô lăng chắc chắn cũng là yếu tố giúp cho chiếc két này có độ bảo mật tuyệt đối. Bên trong khoang chứa đồ tương đối rộng rãi với ngăn kéo bảo mật riêng giúp khách hàng để các tài sản có giá trị. Khoang chứa giấy tờ được chia làm 2 ngăn với khay di động để được tài liệu giấy tờ cỡ A4, sổ hồng, sổ đỏ. Khách hàng có nhu cầu hãy nhanh tay liên hệ và đặt hàng với chúng tôi để có thể sở hữu ngay một chiếc kết sắt cao cấp có chất lượng tốt và nhận được nhiều sự ưu đãi từ công ty các bạn nhé.